Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 32 đến câu 38. Khi ấy, họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được, dân chúng kinh ngạc nói rằng: "Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ." Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ." Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." Suy niệm. Anh chị em thân mến, trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy trên các trang truyền thông công cộng xôn xao về những sự việc làm từ thiện. Ai cũng biết làm từ thiện là tốt, là điều cần thiết, nhưng tại sao lại xảy ra như vậy? Phải chăng người ta ganh tị nhau, ghét nhau? Qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, đúng ra những người Pha-ri-sêu, cho dù họ không tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng cũng nên vui mừng vì con cái của mình được Đức Giêsu cứu chữa trừ khỏi quỷ ám. Nhưng ngược lại, họ đã ghen ghét Chúa Giêsu và còn độc ác hơn là họ vu khống Chúa dựa thế quỷ vương để trừ quỷ. Người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ." Dẫu rằng những người Pha-ri-sêu có ghen ghét hay vu khống Chúa Giê-xu, người vẫn lên đường để đem tin mừng cho loài người. Người không chán nản, phí nhiều thời gian đối với những kẻ nghi ngờ, ghen tị, chối từ. Qua việc làm của Chúa Giê-xu, mỗi người chúng ta hãy noi gương và vững tin vào Chúa. Chúng ta can đảm làm việc tốt cho nhau, dẫu rằng việc làm của mình có thể bị nhiều người không ưa, ghen tị. Nhưng chúng ta làm việc tốt là làm theo ý muốn của Chúa, chứ không phải theo ý muốn của người khác. Làm vì tình thương chứ không làm vì để mình được danh tiếng. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn có một trái tim như trái tim của Chúa, để mỗi ngày chúng con biết trao cho nhau tình thương, tình mến, giống như Chúa đã trao ban cho chúng con. Xin đừng để chúng con trao nhau bằng sự hận thù, ghen tuông, gièm pha, vu khống nhau, giống như những người Pha-ri-sêu năm xưa đã đối xử với Chúa. Amen.